Xin chào tất cả các em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình là Ba Sói TV đây. Các bạn ấy, thì cái này phải nói như nào, mình đang quay về chiều nó quen quay này nói là thì rất là nhiều anh em, nhiều bạn nhỏ yêu cầu mình là anh làm về ẩm thực gì thì lâu lắm rồi mình không làm về ẩm thực rồi, chả biết làm như thế nào luôn đấy. Thì ngày hôm nay là một cái ngày khá là rét anh em ạ, hơi lạnh ấy. Ok, ngày hôm nay là một cái ngày khá là lạnh, anh em mình không ra ngoài được các bạn ạ, ở trong nhà mình ấm ấp, không muốn ra ngoài, lạnh ấp. Thì ngày hôm nay anh em mình mới đi mua được một ít đồ đây, tôm bạch tuộc đấy, chân gà tiếp một cái tôm hùm nữa này, đây mới là cả. Ok các bạn, đại loại ngày hôm nay anh em mình sẽ làm một cái video ăn đồ nướng trong nhà các bạn ạ. Để mà làm được cái món đồ nướng thì bây giờ anh em mình sẽ phải ướp nhá. Đây là cái bát gia vị của mình đó. Để làm được cái món nướng này thì chúng ta yêu cầu phải có cái nước ướp nhé các bạn nhé. Đây là nước ướp này đấy, và một ít bột điều đường. Đó các bạn ơi, cái chân gà này thì mình ướp rồi này, cái chân gà này ướp rồi, còn cái con bạch tuộc này thôi, bạch tuộc này, con tôm này. Tôm này vẫn nhảy tanh tách nha các bạn nhé. Tí nữa nó cay mới nhảy các bạn. Rồi. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã có một đĩa đồ nướng siêu cay nhá các bạn nhá. Đó, mình ướp cực kỳ cay luôn. Tí nữa mình sẽ cho vào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho tôm vào trước nha. Tôm vào trước nha. Cho tôm vào, cho hết tôm vào, mình sẽ nướng hết luôn các bạn. Mạch tuộc nha, đến mạch tuộc này, phải đến con mạch tuộc nha. Để ở đây quản lý dễ này. Con này to thế. Con này đuôi này mà nó chọc cái cháy hết. Con cuối cùng nha. Đến chân gà nha. Tôm. Đây các bạn ơi, sau khi nướng thì chúng ta đã được những cái con tôm như thế này. Đấy, cái tôm này sẽ chín trước nhá. Sau đó là đến những cái con bạch tuộc như thế này. Đó, đến những con bạch tuộc như thế này này. Bạch tuộc như thế này là của chúng ta là gần chín rồi nhá. Đây, mình sẽ ghép con bạch tuộc ra đây. Mình cho nó ngồi lên nhá. Còn những cái chân gà này của chúng ta thì còn phải đợi thêm nhé các bạn nhé. Chân gà là hơi bị lâu. Nướng chân gà sẽ hơi lâu nhé. Okay. Sau một hồi nướng thì anh em lấy cho anh cái bát. Sau một hồi nướng thì anh em mình cũng đã nướng xong rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ đến cái giai đoạn thưởng thức nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm cái con mực to này đầu tiên nhé. Cắt nhé. Giữ đi. Sắc thì sao? Ừ.
phải dai thật đấy. Rồi, ok ok. Nào cắt. Rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức mứng mực miếng bạch tuộc này đầu tiên nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ sẽ đến lượt mình. Thằng Phương này nó không biết thưởng thức các bạn ạ, nó lại bảo chưa chín. Đấy, giờ mình sẽ chấm cái này nhá. Nó mình cuốn vào cái lá này. Mời tất cả các bạn cùng ăn nhá. Ồ. Vừa tắp. Cảm giác nào em? Không phải chảy nước mắt rồi. Ngôi các bạn ơi, thằng này nó cho nhiều mù tạt quá, nó cay các bạn ạ. Thật ra là ăn nó rất là ngon. Nó cay. Đấy. Nó cay dã man luôn. Đấy. Ừ, chấm vừa thôi. Nhanh xong thử lấy con tôm này ăn. Đấy, bây giờ mình sẽ chấm vừa để mình cảm nhận nhá. Nó lại sông rồi. Rất là ngon anh em ạ. Được. Cái món mực này là cực kỳ được luôn. Bây giờ mình sẽ thử cái món tôm nhá. Tôm nha anh em nhá. Mới bốc đầu. Ăn hết đi. Mùi bắp. Đó, bây giờ mình sẽ bóc tôm. Để vào đây nhá. Tôm tươi nhảy anh tách luôn. Có phải bóc không? Mới chả phải bóc đâu. Mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Nó đã cay rồi. Chấm lên mù tạt nó lại càng sông. Nhưng mà ăn rất ngon anh em ạ. Cực kỳ ngon luôn. Mời Phương cảm nhận đây. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Ngon rồi. Cay không? Hơi cay, anh thấy cay á. Ngon. Còn cái gì nữa nhỉ? Chân gà phải không? Bây giờ mình sẽ thử nốt cái chân gà nha các bạn nhé. Em quay cái này chân gà. Mình sẽ thử một cái nhá. Cái chân gà này được các bạn ạ. Cái chân gà này là ngon nhất này. Vừa vặn này. Hơi hơi tê thôi. Hơi tê tê thôi, ăn rất ngon. Thử chân gà đi em. Bật mí với các bạn cái, những cái nước ướp như này. Để cho những bạn nhỏ có thể làm một cái món nướng tại nhà. Nó chỉ bao gồm là sa tế này, bột điều đỏ này, dầu hào này, xì dầu. Hết các bạn ạ, không có cái gì luôn. Như vậy là các bạn đã đủ siêu cay rồi. Bạn nào mà không ăn à, mù tạt cho vào xì dầu nữa để làm nước chấm nhá. Để tăng cái độ trải nghiệm cái độ gì nhỉ? Độ bút óc nhá anh em nhá. Cái này nó không cay nhưng mà nó sâu bên mũi. Nó khó tả lắm, các bạn phải ăn mới biết được. Ngon. Ra gì không? Ok các bạn ơi, vậy là vừa rồi anh em mình đã review xong từng cái món nướng rồi. Và cái video ngày hôm nay chủ yếu là mình thực hiện theo cái yêu cầu của cậu bé. Anh ơi anh làm đồ nướng tại nhà đi ấy. Thì đấy nhá, ngày hôm nay mình đã thực hiện xong video này rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ kênh nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye chết. Bye bye.